Hello, em xin chào vị khách ở thành phố Phan Thiết, Bình Thuận nha. Thì đây là sản phẩm mà bạn đã đặt ở bên tổng quản lý music. Thì trước khi gửi cho bạn thì mình sẽ kiểm tra và test cho bạn nghe thử. Thì sản phẩm bao gồm là túi đựng vải mềm và bên trong bao gồm một tờ hướng dẫn sử dụng cũng như là cách bảo quản kèm phím. Sticker để dán ở trên phím phím đàn, ống thổi ngắn, khăn lau, khăn vệ sinh và ống thổi dài và nhãn dán. Nói cho nó có băng keo, mình sẽ lột cái băng keo này ra, mình sẽ dán ở phía sau sau đàn, rồi mình ghi thông tin của cá nhân của mình vào đây để tránh trường hợp các bạn học trong lớp nhiều cái kèn giống nhau á. Để thành nhầm là mình ghi tên của mình, tên lớp đó. Và cuối cùng là nhân vật chính ha. Đó là thân đàn. Bây giờ mình sẽ test xem chất lượng âm thanh của sản phẩm như thế nào nha. Rồi một lần nữa cảm ơn bạn đã ủng hộ đặt hàng ở bên bên shop. Chúc bạn sẽ sớm thành công. Bye.